Earth One tưởng chừng sẽ là dạng nâng cấp của Earth với hình dạng trước đó là Earth Zero, nhưng bất ngờ nhất là kẻ đã chuyển hóa thành Earth One lại chính là Aruto sau khi quá căm hận Horubi. Kết thúc trận chiến với Earth với hình dạng Earth Zero, Horubi đã nảy sinh ý định tấn công loài người một lần nữa. Izu đã ra sức ngăn cản Horubi vì bản thân cũng là một Human Gear, nhưng Horubi đã nhẫn tâm ra tay với Izu. Điều này khiến Aruto bị chìm vào ác tâm. Một kẻ khác cũng được tạo ra từ Earth với hình dạng tương tự như Izu là Izu. Cô ta đã tiêm nhiễm vào đầu Aruto những mối hận thù thâm độc cũng như chiếc thắt lưng và sức mạnh của chiếc Rogue Raikou Earth tạo ra với quá trình học hỏi những tội ác của con người. Earth Driver Zero Rogue Raikou của nó sử dụng cả hai để mở khóa hoàn toàn sức mạnh của Earth Zero và trở thành Earth One. Trong trạng thái này, Aruto kết nối trực tiếp với Earth nên anh trở nên hung hãn và cơn hình nộ của anh luôn bị đẩy lên mức cao nhất. Mối hận thù dành cho Horui là thứ không thể nào nguôi ngoai. Cho dù anh đã sử dụng hình dạng Zero Two trong một lần chiến đấu với Vulcan, sự hận thù mạnh mẽ đó đã khiến Aruto bỏ qua tất cả và chấp nhận liên kết với Earth. Mặc dù trạng thái này với ác tâm luôn chiếm trọn cơ thể, Aruto cũng không ngừng đau đớn. Tạo hình của Earth One giống với Zero One và là bản nâng cấp hoàn thiện của Earth Zero. Nó là hình dạng của một Kamen Rider với tông màu giống với tông màu của chiếc thắt lưng, cùng với đó là chữ X đỏ kéo dài từ phần thân đến hai vai của Earth One. Gương mặt của anh ấy giống với Zero One nhưng một nửa bên trái vẫn chưa được hoàn thiện. Nó là đôi mắt của chính vệ tinh Earth. Một phần bên trái còn có bao hàm bởi hai chiếc sừng trắng bên trên và chiếc sừng đen nhỏ phía dưới, tạo ra gương mặt một Rider với sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo mạnh nhất và tà ác nhất Earth. Đôi tai của Earth Zero cũng được tạo hình giống với những cặp móng vuốt tà ác trong ác tâm của hắn. Form này mặc dù tất cả chỉ số đều không thể nào vượt trội như hình dạng Zero Two, nhưng nó cũng là một những form mạnh nhất và có thể đối mặt ngang ngửa với Horubi Earth. Khả năng của Earth One là vô cùng nhiều, phản xạ cũng như dự đoán đòn đánh từ vệ tinh Earth là cực kỳ cao, khi anh chống đỡ tất cả những đòn tấn công cho dù đó là phối hợp từ ba người Towser, Vulcan cũng như Valkyrie. Earth One đã né tránh tất cả những đòn này mà không dính bất kỳ sát thương nào. Sự nhanh nhẹn của anh cũng được kế thừa từ hình dạng Rising Hopper, cũng là dữ liệu chính để tạo nên Earth One. Aruto còn có khả năng tạo ra luồng xung kích độc hại làm bất động tất cả mọi người trong phạm vi, và anh cũng có khả năng thao túng công nghệ AI được kế vào người Vulcan cũng như Valkyrie khiến họ vô cùng đau đớn. Khi biến hình, bàn chân Earth One cũng giống như Earth Zero sẽ tạo ra một luồng ác tâm, một chất lỏng đen với miệng hán tự độc địa làm tan chảy bất kỳ thứ gì chạm vào. Earth One không có bất kỳ vũ khí nào được thiết kế riêng, anh ấy chủ yếu chiến đấu bằng tay. Cũng như những trận chiến mà anh ấy ra đòn thì luôn có một màn đen bao phủ, hình ảnh những ngọn lửa xẹt qua từ những cú đấm của anh ấy lên người kẻ thù, hiện lên như một bóng ma của sự báo thù. Trong trận chiến Horubi Earth, cả chiến trường đã được cả hai tạo ra với tất cả những vũ khí, và anh cũng tận dụng thành thục tất cả những vũ khí Aruto đã từng sử dụng ở tất cả những hình dạng trước. Đòn tất sát của hình dạng Earth One bao gồm hai phần với tên gọi Perfect Conclusion, kết luận hoàn hảo, học hỏi thứ 5, Learning 5. Cơ thể bao bọc bằng toàn bộ những hán tự tuôn trào khắp cơ thể, tạo cho anh một đôi cánh năng lượng đỏ thẫm. Earth One thụ toàn bộ luồng năng lượng này vào cơ thể, tạo ra một xung chấn quanh anh với sắc đỏ thẫm bao quanh. Cuối cùng anh phát nổ, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi phát nổ của anh. Đòn thứ hai, đòn Rider Kick, Perfect Conclusion, Learning End, kết thúc quá trình học hỏi. Earth One nhảy lên không trung và tung một cú đá được bao phủ với năng lượng của ác tâm. Cả những năng lượng này tập trung vào chân của anh và đà đòn Rider Kick kết liễu kẻ thù trước ác tâm cực mạnh từ Earth One.